trong vai bác Tam Phi phiên bản phim Hơi Loạn. Xin được giới thiệu đến quý vị là đã ưu tú nghệ sĩ Mạnh Dung trong vai ông bà Bác Đắng. Và chúng tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền trong vai thầy giáo Bảy. Và chắc chắn rồi, xin một tràng pháo tay dành cho bé An, diễn viên Hương Quân. Chúng tôi xin được giới thiệu diễn viên Phương Ngốc cho mấy người bạn của An, Bài Cơ. Thưa quý vị, dành một tràng pháo tay cho diễn viên Cát Phượng trong vai Tư Mắm, đủ đầy của bạn trong chương trình. Xin được giới thiệu diễn viên Lê Quang vai Võ Tàn. Xin được giới thiệu diễn viên Thúy Loan vai Úc Châu. Và bây giờ là phiên bản điện ảnh của chúng tôi. Thưa quý vị, đầu tiên người dành rất nhiều tâm huyết. Thưa quý vị, có những cái thiếu sót gì cho phép ekip cập nhật lại cho Minh Tuấn sau nha. Tại vì Tuấn ở đây tôi không có cập nhật được. Dạ Thành. Cô Mai Thanh Dung trong vai Tư U. Dạ, một người phụ nữ đóng vai và nói là xuất sắc từ nấu ăn rồi. Mọi người nhớ cái phiên bản đó đúng không ạ? Rồi. Dạ. Dạ, xin mời diễn viên Thanh Vi trong vai mẹ của An ạ. Dạ, cô đứng dậy cho mọi người thấy được không ạ? Dạ, nếu mà em có thiếu sót trong việc là thiếu vắng ai thì mọi người vừa bỏ qua cho em mà. Tại vì em cũng không... Mà em nghĩ đây cũng là một người rất áp lực ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Chúng ta sẽ có nhà sản xuất Nguyễn Trí Viện. Dạ, dành một tràng pháo tay giúp cho em diễn viên nhí Hào Khang trong vai bé An. Và tất nhiên chúng ta cũng sẽ có diễn viên mới, diễn viên nhí Kỳ Phong trong vai Còn. Diễn viên Bảo Ngọc trong vai Bé Sinh. Xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Tuấn Trần trong vai Út Lục Lâm. Tiếp theo ạ, xin được giới thiệu đến quý vị diễn viên Trấn Thành trong vai Bác Ba Phi. Chúng tôi cũng xin được giới thiệu diễn viên Tiến Luật trong vai Ông Tiều. Xin được giới thiệu diễn viên Hồng Ánh trong vai mẹ Quang, Hứa Mỹ Văn trong vai thầy giáo Bảy. Và chúng ta có diễn viên Mai Tài Phến trong vai Võ Tòng. Dạ, vỗ tay to hơn cho một sự gặp gỡ hay. Đây. À, thưa quý vị. Dạ không sao, em có khăn rằng thấm máu anh cứ bắn em đi ạ. Dạ. Dạ xin lỗi quý vị, chúng ta có diễn viên Băng Di ở trong vai Tư Mắm ạ. Dạ mọi người thứ lỗi cho em trong cái việc tất cả những người ở trong một ngôi nhà nghệ thuật và nhất là phim ảnh. Và trong ngôi nhà ngày hôm nay thì thực tình ra mà nói, tôi không ngờ tất cả ở đây chúng ta đang ở trong một ngôi nhà, đó là ngôi nhà của đất rừng phương Nam, cũng như đất phương Nam, đó là hai ngôi nhà trong một miếng đất của phim Việt Nam của mình. Nó tuyệt vời quá. Và nó làm cho đều trải qua những ngày khó khăn nhất. Thế hệ sau có lại một cái bản phim như vậy. Và thật sự trong đoàn phim Đất rừng phương Nam, hầu như tất cả các thành phần của đoàn làm phim Đất rừng phương Nam khi họ nhận cái phim này, bởi vì họ đều là fan rất là hâm mộ của bộ phim Đất phương Nam. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Xin một lần nữa cảm ơn và tri ân tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Dạ, vỗ tay to hơn cho anh Nguyễn Quang Dũng và Trấn Thành với những chia sẻ rất cảm xúc, rất tâm huyết. Cảm ơn Thành. Anh hy vọng là hôm nay là mọi người xem sẽ thật sự hạnh phúc và hài lòng với tác phẩm của người anh của em, đó là anh Nguyễn Văn Dũng đã rất là cực khổ ngày đêm ra ngoài miền Tây dầm mưa dãi nắng để hiểu được cảm giác của mấy anh chị cô chú ngày xưa khi đóng phim là phải cực như thế nào. Nói chung là ngày hôm nay hy vọng là mọi người sẽ thật hạnh phúc khi xem lại những thước phim này. Cảm ơn Thành. Cảm ơn và hy vọng là Thành cũng hạnh phúc khi xem lại hình ảnh của mình và anh Dũng cũng vậy. Tôi phải xem 3 lần rồi quý vị. Và bây giờ điện ảnh sẽ được chính thức công chiếu đầu tiên với tất cả quý vị trong chương trình. Xin mời. Một khoảnh khắc lịch sử và xứng đáng. Tràng pháo tay thật to. Dạ, và chúng tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều
cảm xúc của mình, mà bên cạnh đó còn có những người đã làm cái bộ phim này trước đây. Bạn biết được mình rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn người ta đây ạ. Thì năm 97 là những học năm thứ hai, cũng là học trò của thầy Vinh Sơn, cũng học học trò trong trường của Ma Bắc Răng. Thật ra các diễn viên đây cũng là những cái thế. Nhìn thấy rất nhiều các thông tin và Tuấn thấy là có tên Trấn Thành ở trong đây. Tuấn biết chắc chắn một điều, Bác Ba Phi ở trong phiên bản này sẽ không có bình thường đâu. Dạ, thật sự là không bình thường thật đúng không ạ? Dạ, cái câu mà nó rớt nước mắt ngay cái khúc mà Thành xuất hiện. Chị coi thấy được không? Ông nói gì tôi đâu biết nói gì. Mà Bác Phi nãy giờ coi phim hay không? Cầm phù quá. Mèo, tôi thì có mèo. Biết nó là sao kìa. Cái giờ cho cái phim này đông khách. Chẳng dạ, mua vé và thiệt nhiều lắm. Làm phim mà vậy á. Hay thì mình nói miệng hay. Nhưng mà những người mua vé vô coi á, phải hỏi nè. Mua vé coi vô lắm này càng lâu. Dạ, cảm ơn bác Khang. Thật ra thì cái bộ phim này thì cái người làm đạo diễn chính là anh Nguyễn Quang Dũng. Cho nên mọi người cứ thấy nhiều khi thêm PR qua tưởng phim của em nhỉ, không phải. Thật ra cái người đạo diễn chính là anh Nguyễn Quang Dũng. Để mình phải nói rõ rằng đây cái hay ho nhất là con người này, người ta là người đầu tiên, là những viên gạch đầu tiên xây dựng ra cái bộ phim này. Nhìn lại Virgin An sau 28 năm. Tại em nghe anh nói là năm 95 anh quay phim đúng không? Vậy thì bây giờ là 28 năm chứ không phải là 25 năm. Bộ phim ra mắt là 25 năm. Dạ, em mời anh. Trước tiên thầm thuộc, em xin cảm ơn cái buổi phòng chiếu đặc biệt ngày hôm nay. Trước tiên thì em thuộc có rất là nhiều cái cảm xúc đặc biệt. Từ khi mà giọng hò của bài ca đất phương Nam cất lên cho đến những cái xin hình đầu tiên, cảm giác thật sự là hồi hộp. Và cảm như là mình xuyên không về quá khứ khi mà thấy được tất cả những cái hình ảnh, những vai diễn và những câu hò ở trong phim. Xin cảm ơn Nguyễn Quang Dũng đã khắc họa lại một chặng đường của cậu bé đất phương Nam của phiên bản truyền hình và bây giờ là đất rừng phương Nam của phiên bản điện ảnh. Một cuộc phiêu lưu đầy thú vị, màu sắc và rất nhân văn. Và thú vị khi mà cái mối quan hệ và cuộc dạo chơi của Úc Lục Lâm và nhân vật An thật sự tuyệt vời. Xin cảm ơn Nguyễn Dũng. Riêng bản thân tôi cũng rất thích cái hình ảnh đó. Và tôi có thêm một câu hỏi dành cho Trấn Thành. Theo như lời tâm sự Trấn Thành thì khi Trấn Thành nhận cái phim và kế hoạch của phim Đất rừng phương Nam thì Trấn Thành có một chút lo lắng. Vậy thì bây giờ thì Trấn Thành cảm giác như thế nào? Cái lo lắng nó còn hay là không? Và với Thành thì Thành cảm thấy như vậy đã chưa? Dạ. Dạ, thiệt sự ra thì em cũng là cái tiêu phân thân phận ăn nhờ ở đậu đó. Coi như là cái phần nhiều Dũng với bác Hoang đi quay về sao thì nhà em làm hậu kỳ, em gom gạo em nấu cơm. Thì muốn trả lời câu hỏi của anh Thuận là có hết lo hay không thì phải để sau buổi tối 13 em coi phòng vé báo số nhiều em biết được là còn lo hay không. Dạ, quý vị thương sau 13 chỉ cần mà phòng vé đó tan xin ơi số đó là tự nhiên em cười tươi ngủ ngon liền đó. Sẽ như thế nào nếu mà Quân Thuận sẽ bao một rạp và mời... Trời ơi! Nói gì nữa? Quý vị thấy không? Bé An năm nay 40 tuổi rồi. Bé An năm nay 40 tuổi, bé An bao một rạp đi coi. Anh bao rạp nào? Anh đừng nói bao rạp này nha. Anh bao rạp này là mệt anh lắm. Sẽ là một lời hứa và chắc chắn Quân Thuận sẽ thực hiện với điều đó với lại chúng ta nha. Và coi như là một lời cảm ơn của đất phương Nam và đất rừng phương Nam. Nhưng mà anh thấy An của năm nay 2023 thấy An dễ thương không? Cảm giác mà ngồi kế bên An Mini và An Nhí á, thực sự là khá đặc biệt và ông Thuận cảm thấy là hình bóng của mình ở trong đây. Cảm ơn con. Cảm ơn anh. Cảm ơn
Câu trả lời của Trấn Thành cũng như là cảm ơn câu hỏi của anh Thuận. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là Trấn Thành sẽ mỉm cười và xin cho micro đến tay chị Phượng giúp em. Dạ. Tư Mắm ngày xưa thấy hình ảnh Tư Mắm bây giờ như thế nào ạ? Em muốn biết cảm xúc của chị. Tại vì hồi nãy chị là cái người mà phản đối em nhiều nhất thì em quên Băng Di. Dạ em xin lỗi, tại vì trong đó em biết tên. Chứ bộ, tại vì dạ. Em ngồi kế bên mình mà tự nhiên quên một Tư Mắm hôm nay. Dạ. Thì hơi mình hơi bị buồn. Thật ra thì quý vị cho các xin cảm ơn một buổi xem phim như thế này. Các không có đóng. Nhưng mà tự nhiên đến đây rồi vô rạp này kia mình cũng hồi hộp giống như là mình có đóng trong đây vậy đó. Trời trời, xong bắt đầu những cái thước phim đầu tiên là mình cứ cuốn mình theo, mình coi là nước mắt của mình tự nhiên nó chảy ra. Mọi người ơi, bắt đầu từ cái cảnh của An á con, rồi những cái scene mà hai Út Lục Lâm rồi cổng con này kia, trời tự nhiên quá hay mà bắt đầu giọt nước mắt tôi thật sự tôi rớt. Là những cái cảnh mà gọi là chiến đấu á, chiến đấu vì nước. Quá cảnh nó quá trời hay, quá là đẹp, đánh cũng đẹp mà góc quay cũng đẹp mà diễn viên diễn rất là thần thái. Trời trời, nói chung là rất là hay. Còn riêng về cái vai của em á, ngày xưa thưa với các bạn là đó là phim truyền hình thì tải đủ hết những cái tập như thế nào, cảnh đó làm sao. Còn bây giờ là bản điện ảnh là phải như vậy. Thì bản điện ảnh thì em có diễn rất là hay ở bản điện ảnh. Mà chị thì ngày xưa thì phim truyền hình mà thì những cái ánh mắt như thế nào thì đủ tải hơn. Nhưng mà bây giờ gói gọn trong cái phim như thế này thì chị thấy em diễn có xuất sắc. Thì bây giờ thưa với các bạn là cái phim này các sẽ nói một điều duy nhất là cái phim này sẽ thắng các bạn ạ. Thắng bởi vì cái tình đồng nghiệp. Và thắng cái điều thứ hai nữa là cái gọi là những cái mà cái tình con người mà nó, nếu mà nói về đất nước, yêu đất nước đó, cái tình đồng bào đó cũng sẽ thắng mọi người. Cái mặt phim rất là hay, cảnh cuối là xúc động đó mọi người. Nói chung là cái phim này không biết nói gì, là từng vai đều hay. Mai Tài Phớn xuất hiện rất ít nhưng mà thần thái của em quá xuất sắc luôn. Thật sự chúng con tôi nổi da gà. Cái chỗ mà giết Âu là trời hết hồn luôn. Nói chung là không biết nói gì nữa rồi. Dạ rồi, em cảm ơn chị Phượng. Dạ. Thưa tất cả quý vị, chúng tôi có một cái khoảnh khắc rất là đặc biệt ở trên sân khấu này. Hai bà má này đi. Hai bà má này. Dạ. Chưa có cơ hội nên con mời thầy ạ. Thế rồi, nhiều quá rồi, bây giờ tôi không còn nhớ nữa. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại là thật là tuyệt vời và ở đây nó đúng là một cái nơi mà tôi mừng có rất nhiều cái bộ phim điện ảnh như là phim của ngày hôm nay mà chúng ta đã coi. Rất xin cảm ơn và chúc các em hoàn toàn thành công. Xin được cảm ơn thầy Bạch Dương ạ. Yeah.